Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay thật sự là một ngày đặc biệt bởi hôm nay chính là ngày đầu tiên trong năm 2017. Chắc hẳn các bạn đã có một ngày nghỉ lễ tuyệt vời bên gia đình và bạn bè đúng không nào? Và cũng đừng quên theo dõi những thông tin của Mac Daily ngay bây giờ nhé! Theo truyền thống, các máy iPhone mới luôn có doanh số rất tốt trong vài tháng đầu tiên, thường là vượt doanh số so với các phiên bản tiền nhiệm của nó trong cùng một quý. Tuy nhiên, đến thời gian tiếp theo thì các mẫu iPhone mới sẽ mất dần sức hút lớn và dần trở về với điểm cân bằng, đồng nghĩa với việc Apple sẽ phải tính đến chuyện cắt giảm sản lượng vào thời gian sau đó. Tuy nhiên, chiếc iPhone 7 dù đi theo xu hướng này nhưng có vẻ như nó đang bị nhận được ít nhu cầu hơn kỳ vọng, bởi hiện tại Apple đã tiến hành cắt giảm sản xuất thiết bị để tránh tồn kho. Theo thống kê của nhật báo Nikkei thì nhiều khả năng mức cắt giảm sản xuất iPhone 7 sẽ có thể rơi vào khoảng 10%. Như vậy, chiếc iPhone mới nhất đã thể hiện một sức hút kém hơn hẳn so với nhiều thế hệ iPhone trước khi mà mức tăng doanh số chỉ được đạt vỏn vẹn trong vòng chưa đến 3 tháng. Trong khi chiếc iPhone 6S tiền nhiệm vẫn có được doanh số rất tốt và nhiều khả năng iPhone 7 sẽ không thể so sánh được với mức tăng trưởng ấn tượng của chiếc iPhone 6 được phát hành từ năm 2014. Hiện tại thì còn quá sớm để kết luận rằng liệu iPhone 7 có thực sự bị tụt hậu so với phiên bản tiền nhiệm về doanh số chung hay không. Nhưng chúng ta sớm được biết điều này bởi Apple sẽ báo cáo tình hình tài chính quý 4 2016 vào cuối tháng này. Foxconn, nhà sản xuất iPhone chính thức của Apple, và một số hãng điện tử lớn khác đang có kế hoạch cắt giảm một phần lớn lao động con người để thay thế bằng máy móc trong tương lai. Theo DigiTimes thì kế hoạch này đã được đệ trình bằng một bản kiến nghị kế hoạch trong 3 giai đoạn trong việc tăng cường một số lượng robot sản xuất tự động hóa mang tên Foxbot. Theo đó, giai đoạn đầu của kế hoạch sẽ là việc đưa robot thay thế người lao động trong việc xử lý các công việc độc hại, nguy hiểm hoặc các công việc lặp đi lặp lại nhàm chán khiến người lao động không muốn làm. Giai đoạn 2 sẽ nhắm đến mục tiêu cải thiện hiệu quả bằng cách tinh giản dây chuyền sản xuất để giảm số lượng robot dư thừa trong sử dụng. Và giai đoạn cuối cùng sẽ là tự động hóa toàn bộ nhà máy. Các robot Foxbot được thiết kế để thay thế con người trong hầu hết các công đoạn sản xuất tính đến tháng 3 năm 2016. Foxconn cho biết đã triển khai được khoảng 60.000 robot tại một nhà máy của họ. Hiện tại với năng lực sản xuất khoảng 10.000 robot Foxbot mỗi năm, Foxconn tự tin rằng đến năm 2020, công ty sẽ tự động hóa được khoảng 30% trong tất cả các công việc tại nhà máy. Có thể thấy về lâu dài, việc đầu tư vào robot sẽ rẻ hơn nhiều so với lao động là con người. Tuy nhiên, chi phí đầu tư ban đầu sẽ rất tốn kém, cùng với những khó khăn trong việc lập trình để robot thực hiện nhiều nhiệm vụ khác ngoài chức năng ban đầu của nó. Bên cạnh đó, Foxconn cũng không nhận được sự khuyến khích của chính phủ Trung Quốc trong việc thay thế con người bằng robot, vì điều này sẽ làm gia tăng nguy cơ thất nghiệp tại đất nước tỷ dân này trong tương lai. Có vẻ như Lenovo đã giữ đúng lời hứa của họ là không khai tử dòng Moto X khi tiếp quản Motorola cách đây hơn 2 năm. Bằng chứng là mới đây, chiếc Moto X 2017 đã được lộ diện rất rõ nét thông qua nhiều ảnh dựng thực tế. Theo đó, như các hình ảnh mà các bạn đang xem, thì Moto X sẽ mang đến một thiết kế khá tương đồng với Moto Z, nhưng có vẻ như thiết bị này sẽ có vai trò thấp hơn bởi chỉ được trang bị cổng micro USB thay vì USB Type-C như trên Moto Z. Các đặc điểm thiết kế tiếp theo của chiếc Moto X này cũng cho thấy thiết bị sẽ không được trang bị khả năng lắp ghép module MotoMOS bởi không còn tồn tại cổng kết nối 16 chân trên mặt lưng như Moto Z. Còn lại về cơ bản thì Moto X vẫn là một thiết bị được chăm chút nhất định về thiết kế với kiểu dáng nguyên khối, cụm camera lồi lên khá lớn tương tự Moto Z, nhưng vấn đề là thiết bị có độ dày khoảng 8.4mm, tức là nếu tính cả camera thì độ dày có thể lên tới 10mm, đồng nghĩa với việc thiết bị sẽ mang đến độ dày gần gấp đôi chiếc Moto Z. Moto X cũng không được trang bị mặt kính cong 2.5D mà thay vào đó chỉ là kính phẳng truyền thống. Như vậy, nói đúng hơn thì Moto X phiên bản mới sẽ là thiết bị thuộc phân khúc trung cấp hoặc may mắn hơn là cận cao cấp một chút. Về các chi tiết kỹ thuật chính, một điểm may mắn là Moto X vẫn được trang bị giắc tai nghe 3.5mm cùng nút home tích hợp cả biến vân tay đặt ở mặt trước máy. Màn hình của thiết bị được cho là vào khoảng 5.2 đến 5.5 inch. Hiện tại, ngoài cái nhìn rõ nét về kiểu dáng bên ngoài thì thông số kỹ thuật phần cứng xử lý của thiết bị cũng chưa được tiết lộ rõ, nên chúng ta cần thêm thời gian để có thể biết được đầy đủ hơn. Dự kiến Moto X 2017 sẽ được công bố tại hội chợ CES 2017 tới hoặc MWC 2017 vào cuối tháng sau. Vâng, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Mac Daily ngày đầu năm. Thay mặt Mac Channel, mình xin chúc các bạn một năm mới thành công và hạnh phúc. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.